gặp giải thích được cơ chế tiếp nhận kích thích ánh sáng và đường dẫn truyền, trung khu phân tích thị giác, trình bày được khái niệm cơ bản về thị lực, trình bày được cấu trúc và chức năng tay giữa, tay trong, cơ quan Corti, cơ chế tiếp nhận âm thanh và đường dẫn truyền thính giác, trình bày được cấu trúc, chức năng của cơ quan tiền đình, khứu giác và vị giác ạ. Thế nếu như thế nhé, như trong cái phần này thì chúng ta sẽ học những phần nào nhỉ? Mấy cơ quan tất cả? Mấy? Nào, mấy cơ quan? Đọc lên xem có mấy cơ quan rồi không? Ba cơ quan ạ, à? Bốn cơ Đó là quan gì? là của mắt, của Mắt tai này. và lưỡi ạ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Mũi đấy ạ. Mũi rồi. Thế là mấy? Ba hay bốn? Bốn cơ quan ạ. Thì thường nói đến À? giác quan thì người Bốn ta ạ. nói là ngũ quan. Đâu một nhỉ? Đâu một cái cơ quan đấy nhỉ các bạn? Là cơ quan cảm giác. Hả? Cái này là chúng ta học về cảm giác đấy. Cái này toàn bộ nó về cảm giác cả. Ngũ quan nhé. Là năm cái gì? Ngũ là năm. Ở đây mới có bốn thôi. Một là mắt này. Hai là tai này. Thứ ba là gì? Khứu giác. Và thứ tư là vị giác. Đấy. Thế thì còn đâu một nữa? Còn đâu một nữa là thành năm. Học chưa nhỉ? Học chưa? Các bạn. Rồi. Ừ, đúng rồi, xúc giác. Đấy là trong phần nào rồi? Thần kinh trung ương cái gì? Có vào không? Thần kinh trung ương. Đấy, mà thần kinh trung ương này nó lại nằm ở phần nào cơ? Cảm giác hay vận động ấy nhỉ? Cảm giác hay vận động các bạn? Xúc giác ấy, xúc giác là cảm giác hay vận động? Cảm giác. Ừ, đúng rồi nha. Thế hôm nay còn bốn cái nữa chúng ta sẽ học nốt. Thế xúc giác thì hôm trước thầy Thúc đã trình bày với các bạn rồi, đã trao đổi với các bạn xong rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sang tiếp bốn phần nữa. Nhưng mà trong theo như mục tiêu này thì chúng ta lại tập trung vào cái gì là cái cơ bản nhất đấy nhỉ? Cái gì là cái quan trọng nhất đây này? Phần nào? Cơ quan nào là chúng ta nói đến nó nhiều nhỉ? Mắt. Sau đó đến đến cái gì? Tai. Thế còn hai cái cảm giác khác đó là khứu giác và vị giác thì nó đơn giản hơn. Thế nên hôm nay ta tập trung vào bốn cái vấn đề này. Nhưng mà trọng tâm thì nó lại đi vào có hai cái thôi. Nào thế bây giờ nhìn trên cái sơ đồ này. Người ta bổ dọc cái này ra này. Cắt ngang này. Bổ dọc ra này. Đấy, cắt một lát này. Thế thì, vâng, thế thì mắt của chúng ta nó gồm có những cái gì ở đây nhỉ các bạn nhỉ? Gồm có những cái gì ở đây? Và những phần nào nó quan trọng nhỉ? Cái phần mà chúng ta đang coi trên cái hình này này, chúng ta đang nhìn trên cái hình này, đây nó là phần gì đấy? Là phần gì nhỉ? Nào, Phùng Ngọc Diệp của cô xem nào. Phùng Ngọc Diệp có đây chưa? Phùng Ngọc Diệp có chưa? Em đây ạ. Ừ. Rồi nhìn trên cái hình này và mô tả của cô xem nó có những cái gì ở đây. Nha. Trong cô là có thủy tinh thể. Ừ, nào nếu đi từ ngoài vào, đi từ ngoài vào thì nó bắt đầu từ Từ đâu? giác mạc ạ. Ừ, đúng rồi, giác mạc này, xong đến cái gì nhỉ? Đến tiền phong. Tiền Tiền phong, phong. tiền phong. Tiền Ừ. phong. Ừ. Đây, những cái chính thôi, chúng ta đi vào những cái chính thôi. Tiền phong. Thủy tinh Ừ. thể. Ừ, rồi cái gì nữa? Đây, khối gì đây? Ống. Không, cả một cái vòng lớn như thế này này, cả một cái buồng lớn này này, cái khối lớn này, đây gọi là gì? Phần thể mi của phòng Không, hóa thủy tinh dịch chứ, phòng mạc cái này vào, cái này là thủy tinh thể này, còn này là đó, dịch thủy này. tinh dịch. Ừ, đấy, thế thì vâng, thế thì đầu tiên chúng ta nói đến những cái phần này này, nó chính là một cái gì? Hệ thống thấu kính đây này, thính quang học của mắt. Hệ thống quang học này có chức năng gì các bạn nhỉ? Nào, một bạn khác cho cô xem nào. Cái này là chúng ta đã học kỹ ở trong phần phần gì rồi? Phần lý sinh này, rồi học phần gì nữa? Phần
giải phẫu. Chúng ta đã học kỹ lắm rồi. Đây phần này là chỉ có nhắc lại nhiều thôi. Bạn Toàn có đây chưa? Toàn có đây chưa? Em đây ạ. Ừ. Toàn nói cho cô xem là cái hệ thống quang học này nó có chức năng gì không? Tắt mà. Ừ, đấy. Để làm gì nhỉ? Cái hệ thống quang học này. Như lý chúng ta học rồi nhá, như giải phẫu học rồi nhá. Thế thì nhớ lại cho cô xem là chức năng của anh này nó làm cái nhiệm vụ gì là chính. Thiếu như anh này có được không? Có nhìn thấy không? Không. Có nhìn thấy không? Nhìn thấy đâu? Yeah. Thế thì nhiệm vụ của anh này hay là chức năng của anh này để làm cái gì ở đây? Cái hệ thống này này, hệ thống này này nó làm cái gì? Là nhiệm vụ gì nhỉ? Đấy. Hội tụ cái tia sáng vào đến đâu? Vào đúng đâu cơ? Ở đâu? Võng mạc đây này nha. Hội tụ cái tia sáng của nó đấy, vào đúng võng mạc. Thế có như thế này thì mới nhìn thấy, còn nếu mà không chúng ta không nhìn thấy hình ảnh của vật đâu. Mà nó cụ thể nó qua mấy cái phần đây. Thứ nhất đi qua giác mạc này, thứ hai thủy tinh thể, và thứ ba nó là thủy tinh dịch. Nào, còn cấu tạo của anh này nào chúng ta mà đi cái chuyên khoa. Phần này là chúng ta sẽ có một cái chuyên khoa riêng để các bạn học riêng nhé. Đấy, là mắt này có một cái chuyên khoa mà chúng ta sẽ phải đi trong vòng 2-3 tuần. Trước kia thì nó là 2 tuần nhưng bây giờ có lẽ là tăng thời lượng thực hành lên thì các bạn sẽ học 3 tuần. Đấy, thì đơn giản thôi nhưng mà nó vẫn phải đi thực hành thì mới ra được nhiều vấn đề. Và người ta cũng có những cái riêng, bệnh viện riêng cho cái mắt này đấy. Đó, bệnh viện riêng cho mắt. Và các khoa ở các tỉnh ấy, thì đều có những cái khoa chuyên khoa riêng. Ừ, chuyên khoa riêng cho nó đấy, để khám riêng về cái mắt này. Thế nếu mà đi từ ngoài vào trong nó như thế này mà làm sao ánh sáng của chúng ta nó lại phải xuyên qua từ ba cái phần này và nó hội tụ lại ở đúng võng mạc này thì mới hình ảnh, mới hiện hình ảnh của vật này. Còn nếu như mà nó không tụ vào đây được thì hình ảnh của vật nó sẽ như thế nào? Nhìn các bạn nhỉ? Nhờ. Thế như thế chúng ta mới thấy được là nó có rất nhiều những cái bệnh lý về mắt. Và ngay chính chúng ta ngồi trong lớp đây thôi, có bao nhiêu bạn đang đeo kính? Nào, có bạn nào đeo kính không? Có phải đeo kính không? Có. Ừ. Chúng ta đang đeo kính gì đấy? Kính cận ạ. Cận. Có bạn nào bị loạn không? Có. Ừ, đấy. Thế thì kính, vào cái kính này thì nó thể hiện ở ba cái thành phần này là nó không bình thường. Thế bây giờ không bình thường là như thế nào và thế nào là bình thường? Nào, thế bây giờ chúng ta cũng thử xem nhé. Một cái khái niệm nữa, các bạn đeo kính ấy, mấy diop rồi? Mấy diop? 4 ạ. Ừ, 4 diop cơ à? Ấy chà, đấy là bạn nào đấy? Bạn nào đang đeo 4 diop đấy? Em ạ. Ừ, tên là gì em? Linh ạ. Linh, ui. Linh lớp trưởng ấy hả? Khánh Linh lớp trưởng ấy hả? Dạ không ạ. À. Đeo 4 diop. Thế có hiểu cái diop nó là cái gì không? À, diop nó là cái gì không? Đây, thì hôm nay chúng ta sẽ khái niệm nhé. Diop này nó là lực xạ của hệ thống quang học. Lực khúc xạ của hệ thống quang học. Đấy, bình thường thì cái diop này nó bằng 1 trên D, D nhỏ này. Mà D nhỏ này là khoảng cách tiêu cự. Ờ, khoảng cách tiêu cự có nghĩa là khoảng cách từ đâu đến đâu? Các bạn nhỉ? Khoảng cách từ đâu đến đâu? Có hình dung ra được không? Đấy. Một diop này là lực khúc xạ của thấu kính mà có khoảng cách tiêu cự bằng 100 cm, hay nó là 1 mét. Đấy. Khoảng cách của tiêu cự là 1 mét. 1 mét nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy, vâng, nhìn thấy vật nó như thế nào. Vâng. Còn khi tiêu cự giảm đi một nửa thì trị số khúc xạ này nó sẽ tăng nó mấy lần lên? Các bạn, nó sẽ tăng mấy lần lên? Hai lần nhé. Vì đây ta thấy là một diop này, một diop
là lực phóng xạ của cái thấu kính này mà có khoảng cách tiêu cự là 1 mét. Thế bây giờ chỉ nhìn thấy một nửa mét thôi thì cái lực phóng xạ này nó sẽ bằng 2 điốp. Có nghĩa là nếu như bây giờ anh để cái khoảng cách mà 1 mét này thì liệu anh có nhìn rõ được không? Hay là chỉ nửa mét anh mới nhìn rõ được thôi? Thì đấy là cái người ta gọi là cái lực khúc xạ nha, lực khúc xạ. Thế có nghĩa là bạn 3 diop thì bây giờ bạn phải nhìn gần nó như thế nào so với các bạn bình thường. Nha. Đấy, 3 diop rồi 4 diop có nghĩa là như thế nào rồi. Đấy, từ cái này chúng ta mới hình dung ra được là thế cái khoảng cách. À, hôm trước ở cái lớp hôm trước cô giảng có một bạn đeo 5 diop. Đấy. Và trong thực tế sau các bạn đi lâm sàng thì có những người người ta phải để cái chữ này này và người ta muốn đọc được có phải để sát vào mắt này thì người ta nhìn thấy đấy, rất sát vào mắt thì lúc đó cái gì cái lực khúc xạ này của người ta này là cái tính theo cái diop này nó phải tăng lên rất nhiều, vâng, tăng lên rất nhiều đấy. Đấy là lực khúc xạ nha. Thế người ta thấy là cái phần mà tiếp xúc với không khí ấy ở phía trước của giác mạc này, này thì hệ số khúc xạ của không khí nó là 1 thôi, nhưng của giác mạc nó là 1,38. Còn phần tiếp xúc giữa mặt trong của võng mạc với thủy dịch ấy, và với thủy dịch thì hệ số khúc xạ của thủy dịch là 1,33. Phần tiếp xúc giữa thủy dịch với mặt trước của nhân mắt là cái phần dưới sau đấy thì hệ số khúc xạ trung bình của nhân mắt này là 1,4. Giữa mặt sau của nhân mắt với dịch kính thì cái hệ số khúc xạ của dịch kính thì nó là 1,34. Thế như thế thì cái hệ số khúc xạ của mỗi một cái hệ số khúc xạ của mỗi một cái thành phần này nó có giống nhau được không? Nó sẽ rất khác nhau. Rất khác nhau. Còn giao diện khúc xạ cách điểm trung tâm của võng mạc này khoảng 17 mm ấy thì hệ số hội tụ chung nó khoảng 59 điểm. Đấy, có nghĩa là những anh này nó rất khác nhau. Vâng, rất khác nhau. Cái phần này thì phần hơi sâu một chút, nhưng mà sau này các bạn đi lâm sàng thì người ta đo và người ta đọc lên những cái chỉ số đấy thì chúng ta hình dung ra được là giữa phần nào phần nào. Vâng, giữa phần nào đấy thì nó có cái hệ số khúc xạ nó như thế này. Vâng, trung bình thì nó phải như thế này. Thế còn nếu nó tăng lên hoặc giảm đi thì lúc đó nó sẽ có những biểu hiện về bệnh lý lâm sàng nha, bệnh lý lâm sàng. Nên đồ hội tụ chủ yếu của mắt là do mặt trước của nó gây ra, vì hệ số khúc xạ của giác mạc này thì nó chênh lệch nhiều so với không khí, chênh lệch nhiều. Ví dụ như là cái độ hội tụ của nhân mắt nhé, nó bằng 20 diop, nhưng nếu như người ta lấy cái nhân mắt này ra mà cho tiếp xúc với không khí ở bên ngoài, tiếp xúc với không khí thì cái độ hội tụ này nó lại tăng lên 6 lần, tăng lên 6 lần. Thế như vậy cho nên là người ta thấy là cái độ hội tụ ở mặt trước của võng mạc này, của mắt ấy nó gây ra vì cái hệ số khúc xạ này nó chênh nhau rất là nhiều, chênh nhau rất nhiều giữa mặt trước với mặt sau nha, mặt trước mặt sau. Mặt mà càng tiếp xúc nhiều với không khí thì cái độ hội tụ này nó càng tăng. Vâng, độ càng tăng. Nào, thế bây giờ cái mắt của chúng ta nó có thể điều tiết được không? Mắt có thể điều tiết được không? Các bạn nhìn, mắt lên điều tiết được không? Ừ, tại sao lại điều tiết được? Nó phải phụ thuộc vào cái gì? Thì người ta thấy là cái độ cong của nhân mắt này này, nó thay đổi, độ cong, nó dẹt ra hay nó trùng lại, nó phồng lên, dẹt hay là phồng này, thì nó sẽ điều tiết cái khúc xạ này, nha, điều tiết khúc xạ. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn xa vô cực, ấy, thì điểm viễn thì nó nằm ở vô cực, điểm viễn là vô cực. Như vậy thì cái điểm viễn này vào cái D này nó sẽ bằng 1 chia cho vô cùng, mà 1 chia cho vô cùng thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 0, có đúng không nhỉ? Một số mà vào số 1 này mà chia cho một số vô cùng lớn ấy, thì nó sẽ là số 0 thôi. Cho nên cái diop này là cái điểm viễn, là cái độ hội tụ của mắt này nó sẽ bằng 0. Nhưng khi nhìn gần vô cực thì điểm cận này gần vô cực hoặc là điểm cận khoảng 10 cm, nghĩa là bằng 0,1 mét ấy, thì cái điểm cận này và cái diop của điểm cận này sẽ bằng là 10 diop. Đấy, giữa hai này nó có chênh nhau. Thế chúng ta mới thấy được là cái nhân mắt này
nó thay đổi về cái độ cong này, bảo thay đổi độ cong để làm sao nhìn rõ được cái hình ảnh của vật nha, hình ảnh của vật đấy, là anh này nó phải điều tiết. Thế bây giờ cái nhân mắt của người trẻ với của người già nó có khác nhau không? Không. Thế bây giờ chúng ta xem cái nhân mắt của người trẻ, người bình thường nhé. Thì ở người trẻ ấy, thì cái nhân mắt này nó hình cầu này, của nhân và nhân hình cầu. Hình cầu nghĩa là như nào các bạn nhỉ? Hình cầu nghĩa là như nào đây? Tròn đều không? Đều không? Ừ, đều nhé. Thứ hai là nó rất dai và đàn hồi. Dai và đàn hồi đấy, thế do dai và đàn hồi như vậy cho nên là anh này nó mới điều tiết, nó mới mới tốt được, và cái dai này nó mới giữ được cái gì các bạn nhỉ, cái dai này nó mới giữ được cái gì ở đây. Còn nếu như bây giờ nó không có đảm bảo được cái dai và không đảm bảo tính đàn hồi thì cái hình cầu này có thể hiện được cầu không? Không cái gì. Và một cái nữa đó là nó chứa các sợi protein quánh và trong suốt đấy, quánh nhưng lại trong suốt. Thế chính cái trong suốt này cho nên là ánh sáng đi qua, và ánh sáng đi qua đây nó mới mới làm sao nhỉ, làm sao. Còn bây giờ nếu như nó không trong suốt thì nó sẽ như thế nào đấy, ánh sáng đi qua cái những cái sợi protein trong suốt này mới mới tờ, hội tụ được ở đâu, mới hội tụ được ở đâu đấy, như cái phần đầu chúng ta nói rồi, ở phần nào nhỉ, hội tụ ở Đúng đâu. Ừ rồi. đúng rồi. Còn bây giờ nếu như bây giờ nó không trong suốt, mà nó không trong suốt thì liệu ánh sáng có đi qua đây để mà tập trung hay là hội tụ ở ở võng mạc được không? Đúng không ạ? Ừ đấy, cho nên là tại sao cái nhìn nó mờ hoặc là nhìn nó không rõ là vì thế nha, vì thế. Thế ở đây chúng ta hình dung ra là càng già thì chắc chắn là cái sợi protein này nó sẽ ngà dần và nó đục dần đi, có đúng không? Ngà và đục dần, thì ngà và đục dần như vậy thì nó lại làm cản trở cho cái sự xuyên suốt của ánh sáng đi qua đây, có đúng không? Đấy. Bên cạnh đó về mặt giải phẫu như chúng ta học rồi thì xung quanh nhân mắt nó có khoảng 70 sợi dây chằng. Và cái những Rồi. cái sợi dây chằng này nó có tác dụng gì? Có tác dụng gì ở đây? Là nó kéo rìa của nhân mắt này về phía trước giới hạn với võng mạc nha. Đấy, kéo cái rìa của nhân mắt về phía trước giới hạn của võng mạc. Đấy, cho nên là nếu như cái sợi dây chằng này giờ nó không đảm bảo được về trương lực nha, hoặc là nó tăng co quá hoặc là nó giãn nhiều quá thì lúc đó nó cũng ảnh hưởng đến đến cái gì nhỉ các bạn? Đến đường kính của nhân mắt đấy gì? Không, đường kính của nhân mắt. Đấy. Đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải nhớ. Cái thứ nhất là nhân mắt của người trẻ thì nó có hình cầu này, dai này, đàn hồi này, có chứa các sợi protein quánh và trong suốt này. Bên cạnh đó thì nó còn có 70 cái sợi dây chằng. 70 cái sợi dây chằng để đảm bảo cho cái ổ mắt ấy, cái nhân mắt của chúng ta nó nằm trong cái ổ mắt của nó vẫn đảm bảo được cái hình như chúng ta vừa mô tả. Đây, nên đây là nói đến sự điều tiết này. Khi nhìn xa thì các cơ thể mi nó sẽ giãn. Các cơ thể mi giãn và dây chằng nó căng ra. Dây chằng căng. Đấy, cơ thể mi giãn và dây chằng nó căng. Thế khi nếu mà hai này một anh giãn như vậy và một anh lại căng lên như vậy thì nhân mắt lúc này nó sẽ như thế nào? Phồng lên hay nó dẹp đi? Các bạn nhỉ? Nhân mắt nó dẹp nhỉ? Có đúng không? Nó dây chằng nó căng ra mà, căng lên nó kéo cái nhân mắt này ra, thế làm cho cái nhân mắt này nó dẹp hơn nha, dẹp. Còn nhìn gần thì cơ thể mi nó co và dây chằng nó lại trùng lại, và dây chằng trùng lại. Thế khi nó trùng lại như vậy thì nhân mắt nó lại phồng lên và độ hội tụ của nhân mắt này sẽ tăng. Đấy, độ hội tụ của nhân mắt nó sẽ tăng lên. Thế giữa hai anh nhìn xa và nhìn gần này, là cái điều tiết của nó đã khác nhau rồi. Bên cạnh đó thì thần kinh phó giao cảm nó làm co cơ thể mi và giãn dây chằng. Vâng, co cơ thể mi và giãn dây chằng. Thế do vậy cho nên, nó cũng có tác dụng giống như là cơ chế nhìn nhìn gần đấy gì? Vâng nhỉ, làm cho độ hội tụ này nó, độ hội tụ của nhân mắt nó tăng lên. Đấy, là độ hội tụ của nhân mắt tăng. Đấy, đấy là ở người trẻ nhé, ở người trẻ thì nó có những cái đặc điểm rất hay như thế. Thế thì
nếu như vâng, nếu như bây giờ nhân mắt mà nó sẽ có những cái thay đổi, vâng, có những thay đổi thì nó sẽ làm thay đổi về cái gì, độ hội tụ của ánh sáng cái gì với phong bạc. Thế do vậy cho nên nó gây rối loạn về khúc xạ của mắt, gây rối loạn khúc xạ của mắt. Thế ở đây chúng ta nhìn trên cái hình này thì nó có những cái biểu hiện gì đây các bạn? Cái hình thứ nhất, đây là mắt bình thường nhé. Mắt bình thường nghĩa là như thế nào? Đây, là cái đồ hội tụ này nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu nhỉ các bạn? Nhìn trên đây là nó nằm ở đâu? Nằm trên võng mạc, Hả? Võng mạc cái gì? nằm ở võng mạc. Ừ. Thế bây giờ trong trường hợp viễn nhé, hoặc là trường hợp cận thị thì hai hình ảnh này nó lại khác nhau đây này. Này, đây hình ảnh viễn thị này. Thì lúc này chúng ta thấy là cái đồ hội tụ hay là cái thì nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Phía trước Sau hay là sau võng mạc? võng mạc. Sau võng mạc. Còn anh cận thì nó lại nằm ở đâu cơ? Cận nó nằm Trước ở võng đâu? mạc. Đây nằm ở trước Trước võng mạc này. Đấy, nó nằm ở đây này. Thế và hai cái mắt này chúng ta nhìn thấy là một anh thì vào như thế nào ấy nhỉ? Đây, cái khoảng cách từ đây mà cho đến đây thì nó như thế nào đây? Khoảng cách nhá, của những người viễn nhá. Từ đây nó rơi đến đây. Thế là nó dài hơn so với cái đường kính từ từ đây gì? Mà đến đâu? Đến võng mạc đây này. Vâng. Anh này thì lại như thế nào? Nó ở phía trước của võng mạc đây. Vâng, phía trước của võng mạc, hội tụ nó nằm đây. Thế cho nên là bây giờ người ta khi đo được cái xác định được cái trường hợp là cận hay viễn thì lúc đó người ta sẽ cho các bạn sẽ đeo kính để điều chỉnh lại. Đó. Đây nếu như viễn thì điều chỉnh làm sao cho cái gì nhỉ? Độ hội tụ của nhân mắt này nó phải về điểm võng mạc đây này. Nhưng nó có như bình thường được không? Anh này có về bình thường được không? Có về bình thường được không? Các bạn. không ạ. Đấy nhìn hai cái hình này chúng ta thấy thôi nhá. Anh này cũng như thế này. Dù anh có chỉnh để về võng mạc nhưng mà cái đường kính từ đây vâng. Đấy của mắt này, của cả cái nhân mắt này nó đã bị thay đổi rồi. Nên chúng ta chỉ điều chỉnh thôi nhá. Điều chỉnh để làm sao cho nó rơi đúng vào võng mạc này để cho nhìn thấy vật. Còn hiện tượng nữa vâng, là nó không nằm ở trong hai ngày mà nó lại gây loạn thị. Đấy. Thế như ban nãy có một bạn nào đấy là bạn cũng nói bạn bị loạn thị. À. Kêu loạn một mắt hay hai mắt? Em, ban ban nãy bạn nào nói là bạn Loạn bị cả hai cô ạ. loạn cả hai? Loạn cả hai mắt à? Hiếu hả? Thế mà bây giờ chúng ta thấy là khi mà bị loạn thị như thế thì có nghĩa là gì đây? Loạn thị có nghĩa là như thế nào? Thế anh đây một anh ra nhé, là cái điểm hội tụ này nó rơi phía sau này, một anh này điểm hội tụ này rơi phía trước này. Thế còn anh loạn thị thì nó lại không như thế này đâu, một không là một trong hai cái trường hợp này mà các tia sáng nó lại không tập trung về về đâu, về võng mạc được, không tập trung về một điểm ở võng mạc đấy. Thế nếu như thế thì lúc này chúng ta có đeo kính cận hoặc là kính viễn này được không? Có đeo kính cận hoặc là viễn được không? Không, mà lúc đó lại phải đeo một cái loại kính khác cơ nha. Nào, thế bây giờ với những cái biểu hiện như vừa giờ chúng ta nói rồi là chúng ta vừa mô tả ở mắt của người trẻ nhé, thì nhân mắt nó sẽ như thế nào nhỉ? Nhân mắt như nào các bạn vừa nhắc lại cho cô rồi. Nhân mắt nó như thế nào? Nên nó hình cầu, hình cầu sai, tàn sai hồi. hồi chứ nó Và sẽ gì có nữa? thêm cánh vào trong suốt ạ. Đúng rồi. Thế thì những người mà càng lớn tuổi nhé. Đấy, những người mà càng lớn tuổi thì nhân mắt này càng to ra và nó dày lên. Thứ hai nữa là nó kém đàn hồi đi. Vâng, kém đàn hồi. Vì sao? Vì các sợi protein nó bị thoái hóa này. Vâng, bị thoái hóa. Và khi nó bị thoái hóa đi như vậy thì sao ấy nhỉ? Thì cái lượng protein để đảm bảo này là không đủ đã một. Thứ hai nữa là gì? Anh thoái hóa là anh sẽ gây tổn thương ở đây rồi. Mà gây tổn thương như vậy cho nên nó sẽ có những đám làm mờ dần đi. Và mờ dần về hình ảnh. Thế do vậy tại sao mắt của những người mà lớn tuổi thì không nhìn tinh như là các bạn trẻ được là vì thế. Là vì làm sao? Vì làm sao đấy? Đấy, đấy là chúng ta vừa mới nói phần trên nhá. Còn trường hợp viễn thị này thì do nhãn cầu nó ngắn hoặc là độ hội tụ của mắt nó rất là kém.
Do vậy cho nên ảnh nó rơi phía sau của võng mạc, vâng, sau võng mạc. Bây giờ những cái trường hợp như thế này thì như vừa giờ chúng ta nói là chúng ta đeo kính. Đeo kính ở đây là đeo kính như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Đeo kính là kính như nào? Lý học các bạn học vật lý rồi đây này, thì phần này phải rất giỏi đây này. Phải làm sao? Đeo kính gì nhỉ? Ừ, đấy. Kính đây này, kính điều chỉnh này. Đây, kính này và kính này nó có khác nhau không? Ừ, khác nhau nhỉ. Yeah. Để làm sao anh này nhá, vào lại hội tụ được, đưa dai cái anh này ra. Vào. Điều chỉnh nó về lên đây. Đấy. Điều chỉnh đấy, nó về lên đây thôi. Vào. Thế còn anh cận nhé, anh cận. À. Thì do nhãn cầu nó dài hoặc là do độ hội tụ mắt cũng tăng hơn so với bình thường. Cho nên là nhìn rõ vật ở gần hơn, vào gần hơn. Thế bây giờ lúc nào cũng dí sát mắt vào cái trang giấy hoặc là chúng ta phải cúi nhiều thì cũng không thể được, cho nên phải đeo kính để điều tiết nó. Vâng, đeo kính. Đấy. Còn trường hợp loạn thị. Vâng, loạn thị do độ cong của giác mạc này hoặc là của hệ thấu kính nó không đều. Đấy, do nó không đều như thế cho nên là các tia sáng nó không rơi vào một điểm. Vâng. Thế do không rơi vào một điểm như vậy cho nên là chúng ta không thể đeo kính cận hoặc là thể và hay là kính viễn được. Mà lúc này chúng ta phải đeo một cái loại kính, đó là cái thấu kính lăng trụ ấy. À, thấu kính lăng trụ. Đấy, nó tập trung lại làm sao nó một cách tương đối. Vâng, tương đối là các tia sáng nó rơi vào một điểm đi. Thế mà và như Hiếu thì bây giờ các bạn thấy là Hiếu thì bây giờ cứ mấy tháng thì phải đi khám lại và thay kính, điều chỉnh ấy, điều chỉnh kính. Nhẹ thôi cô ạ. À, loạn nhẹ thôi gì? Ừ. Loạn nhẹ thì bây giờ sẽ điều tiết nó bằng cách nào? Bây giờ tự mình có thể luyện tập và mình có thể làm như thế nào để bảo vệ được cái mắt của mình hơn không? Chưa. Không tăng cái độ này lên. Pháp đấy của. Hả? À. Một cái tình huống nữa đó là đục nhân mắt nhé. Đục nhân mắt. Đục nhân mắt này thì nó lại cũng giống như là cái anh lão thị này thôi. Nhưng mà làm sao? Do protein thoái hóa nó đông đặc lại. Thế khi nó đông đặc lại như vậy thì nó tạo nên những cái vùng đục ở nhân mắt nhé. Tạo vùng đục ở nhân mắt. Thế bên trên như chúng ta mô tả ở người trẻ ấy, thì nó phải làm sao cơ? Protein nó làm sao? Quánh và trong suốt, đúng không nhỉ? Quánh trong suốt. Nhưng bây giờ nó đục như thế này, bằng những đông đặc lại và tạo thành một cái vùng đục ở nhân mắt. Thế như vậy thì nó sẽ cản trở ánh sáng đi qua. Mà cản trở ánh sáng đi qua vâng, thì nó phụ thuộc vào cái lượng protein bị thoái hóa nhiều hay ít mà tạo thành cục đông đặc này lớn hay nhỏ này. Vâng, nếu như nó toàn bộ nhân mắt thì không nhìn thấy gì nữa rồi. Có đúng không? Không nhìn thấy. Thế nên là cái anh này cứ nhìn nó mờ dần đi này. Vâng, mờ dần và đến lúc chúng ta thấy nếu như nó đông đặc hoàn toàn thì không nhìn thấy nữa. Thế giờ khắc phục bằng cách nào? Khắc phục bằng cách nào đây? Bằng thay nhân mắt thôi. Yeah, phải phẫu thuật để thay cái nhân mắt này đi, thay cái mới vào. Đấy, thay cái mới vào thì lại nhìn rõ. Vâng, thì lại nhìn rõ như là những cái hình ảnh này mà người ta chưa bị thoái hóa nha, yeah, chưa bị thoái hóa. Thế lão này thì chúng ta điều chỉnh bằng cách là cũng cho người ta đeo kính. Đấy. Khi đo được cái độ hội tụ của nó là bao nhiêu thì lúc đó người ta sẽ cho kính làm sao cho nó phù hợp. Vâng, cho phù hợp. Đấy. Nào, thế bây giờ với những cái tật khúc xạ như thế này thì các bạn nên có những cái bài tập như thế nào? Bây giờ các bạn thử suy nghĩ cho cô xem thôi. Học giải phẫu rồi nhé. Học giải phẫu rồi. Học mô học bây giờ đang học rồi. Thì mấy nữa rồi sẽ xem là cái hệ mạng mạch nó đến đây nó nuôi dưỡng như thế nào. Vâng. Rồi các cơ của nó ra làm sao, như thế nào. Thế bây giờ các bạn sẽ làm gì? Bây giờ thử suy nghĩ thôi. Trên cơ sở này bây giờ thử suy nghĩ cô xem bây giờ mình bảo vệ cái mắt của mình như thế nào nhỉ? Đấy, người ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn này. Nếu không có mắt thì khó làm, vẫn làm được. Thế nhưng mà nó rất là khó khăn, nó rất hạn chế, có đúng không? Và chúng ta không thể quan sát được toàn bộ thế giới khách quan bên ngoài nó như thế nào. Đấy, bằng trí tưởng tượng thôi, hoặc là bằng những hình dung. Đấy. Để chúng ta hình dung ra vật và màu sắc của vật nó như thế nào. Nên là bây giờ phải giữ lấy cái con mắt của mình như thế nào đây. Nào. Bây giờ bạn Hiếu nói cho cô nghe xem là đã làm những cái gì để bảo vệ cái mắt của mình nào.
đều đều mỗi kính còn đâu là cũng chưa có chưa có tập lành gì cho mắt đúng không? Linh nào, Khánh Linh nào, Linh nào, Linh đã làm gì chưa? Đã làm gì cho cái mắt của mình chưa? Bảo vệ mắt mình bằng cách nào nào? Linh đâu? Hả? Thưa. Em mới đâu thưa cô ạ. À, thế còn bạn nào? Bạn nào? Nào, nhiều bốn yếu rồi mà vẫn chưa tập lành gì á? Thế này nhá. Cái đầu tiên là lúc nào mà các bạn rỗi thì các bạn cứ xoa cái vùng mắt cho con. Xoa để làm gì các bạn nhỉ? Xoa đây để làm gì đây? Nhất là buổi sáng. Tăng tuần hoàn. Đúng rồi, làm tăng tuần hoàn lên nha. Tăng tuần hoàn. Cái thứ nhất là xoa ra đây. Cái thứ hai trên cung lông mày của các bạn nhé. Trên cung lông mày này. Từ phần đầu này, phần giữa và phần đuôi của cái cung lông mày ấy. Nó có ba cái huyệt ở đây. Nào, có ba cái huyệt. Sau của em được không anh? Em hả? Cung thị luôn. Đấy, ba cái huyệt nhé. Phía đầu của cung lông mày này. Phía em giữa này. Và phía đuôi của cung lông mày. Nào, xác định cho cô ba cái điểm ấy nhé. Tên của ba cái huyệt này là gì thì sang phần y học cổ truyền các bạn sẽ học nhé. Sẽ học hoặc là các bạn tìm đọc đi. Có ba cái huyệt, giờ cô có nói thì các bạn mới chả nhớ được. Ở phía đầu cung lông mày nhé, phía giữa cung lông mày và phía đuôi cung lông mày, đuôi phía dài nhé, là đuôi thái dương ấy. Bây giờ mỗi một buổi sáng các bạn ngủ dậy hoặc là trước khi đi ngủ các bạn lấy hai đầu ngón tay chỏ cũng được hoặc là hai cái khớp của cái này để cô mở cái này nhé. Ấn nhá. Cung lông mày này, đầu cung lông mày này, các bạn ấn vào đây. Day từ nông đến sâu. Khi nào cảm giác thấy đau. Đúng không? Thì day lấy vài cái nữa rồi chúng ta dừng lại. Làm được chưa nào? Yeah. Ừ, thứ hai là đoạn giữa nhé. Đoạn giữa thì nó hơi cứng hơn thì dùng hai cái khớp của đầu ngón tay cái này này. Ngón tay cái chúng ta đặt vào đây và chúng ta day. Vâng, cũng xoay tương tự như thế. Đấy, là xoay xoay tròn này, lúc từ nông này đến sâu này. Đến khi nào chúng ta cảm nhận được cái độ sâu của nó vào đúng huyệt ấy, thì nó mới có tác dụng nhé. Còn chưa vào đúng huyệt là chưa tác dụng đâu. Nó không cảm giác đau, mà không cảm giác thấy như lưu thông đi được ấy, thì chưa phải đúng huyệt. Và cái huyệt thứ ba, đó là phía lùi thái dương này và phía đuôi con mắt nhé. Các bạn xoay ở đây, vâng, xoay ở đây, cũng tương tự như thế. Và làm như vậy hàng ngày, vâng, hàng ngày. Đấy, nó khơi thông được, nó khởi động lại được cho chúng ta những cái huyệt để chi phối vào đây. Vâng, lưu thông kinh dịch, vâng, kinh dịch. Đấy. Thứ hai là xoa nha, xoa để làm tăng cái lưu lượng máu tới mắt, vâng, nuôi dưỡng mắt này thì nó sẽ hồi phục dần đi. Cái thứ ba, vâng, cái thứ ba đó là gì các bạn? Bây giờ phải điều tiết bằng cách nào? Đấy, tại sao chúng ta phải đeo kính? Tại sao chúng ta lại rơi vào những cái tật khúc xạ này? Tìm nguyên nhân, có tìm được không? Nguyên nhân tại sao nào? Trừ trường hợp bẩm sinh ra nhé. Trừ trường hợp bẩm sinh. Thế còn đeo kính do chúng ta bị những cái tật khúc xạ này này. À, là do cái gì? Do chúng ta gây nên thôi. Và nhất là thời đại hiện nay thì cái tỷ lệ mà trẻ đeo kính thì rất cao. À, tỷ lệ trẻ đeo kính rất cao. Tại sao thế nhỉ? Tại sao thế các bạn? Có thể tìm được nguyên nhân không? Là do cái gì nào? Đấy, do chính bản thân chúng ta gây nên đấy. Là do cái gì đấy? Rồi cái đọc sách nha, ngồi đọc sách mà chúng ta đọc ở cái bóng tối lâu ngày quá thì do cái mắt nó điều tiết quá mức mà bắt nó làm việc vòng đến lúc kiệt quệ đi rồi. Nó không thể điều tiết được nữa thì lúc đó nó mới rơi vào tình trạng bệnh lý này này nha. Thứ hai nữa là có bây giờ có bạn nào không chơi điện thoại và không xem tivi và điện thoại không? Có không? Không ạ. Không á? Ừ, đấy. Thế mỗi ngày bây giờ là xem mấy tiếng đồng hồ? Liền một lúc có thể ngồi suốt từ sáng đến trưa, trưa đến chiều luôn. Có đúng không? Nếu như không có ai quản lý thì có thể là sẵn sàng các bạn ngồi như thế này.
Và có những bạn mà say game, say chơi ấy, đấy, chơi game ở trên máy tính ấy, thì chúng ta ngồi thâu đêm, thâu ngày luôn, có đúng không? Không cần ăn. Thế như vậy thì cái mắt của chúng ta nó bắt, nó điều tiết, nó quá mức rồi. Và nó quá mức, cho nên là nó sẽ có những cái biểu hiện này. Thế bây giờ tự các bạn phải điều chỉnh lại thôi, điều chỉnh thời gian làm việc này này. Thời gian làm việc, đọc sách cũng như vậy, không cần ngồi trên máy tính đâu. Nhưng nếu như anh đọc, đọc sách bằng sách nhé, bằng sách thật ấy, mà anh ngồi quá lâu cũng không tốt, mắt nó điều tiết quá nhiều cũng không được. Cho nên tại sao ở nhà, vào nhà nước mình quy định 1 giờ học ở đại học chỉ là bao nhiêu phút thôi? 50 phút. Ừ? 10 phút, 10 phút thì học nào được? 50 phút ạ. À 50, ừ, 45 đến 50 phút nha, 45 50. Thế còn học sinh phổ thông thì ít hơn, có đúng không? Học sinh phổ thông ít hơn. Đấy. Thì những cái trường hợp người ta, tại sao người ta lại phải đưa ra cái này, nó phải đảm bảo được cái vệ sinh học đường ấy. Đấy, làm sao cho chúng ta không bị những cái tật này mà hạn chế nhất đến mức tối đa nhất này. Thứ hai nữa là nó có rất nhiều những cái, vâng, ví dụ như ngồi nhiều quá mà anh làm cho cong vẹo hết cả cuộc sống đi thì phần này phần giải phẫu cũng đã nói rồi đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái gì về chức năng sinh lý, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái gì ở đây, có không, có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng nhiều chứ, vâng. Nhưng với mắt của chúng ta ở đây là do điều tiết không được này, vâng. Nếu như chúng ta ngồi trong những cái phòng học mà nó tối quá, không đủ ánh sáng, vâng, những phòng học không đủ ánh sáng, hoặc là chúng ta làm việc nó quá nhiều trên máy tính, không? Quá nhiều trên máy tính, hoặc là làm việc quá nhiều trong một thời gian, thì lúc đó chúng ta phải điều chỉnh những cái này. Và từ bây giờ trở đi là cứ phải điều chỉnh thôi nha. Bây giờ con làm được không? Giờ sang thành phần nữa. Phần nữa đó là đồng tử. Đồng tử thì nó là cửa sổ của màng tia và nó là mống mắt, vào. Đồng tử này có thể thay đổi đường kính dưới tác động của ánh sáng. Thế vì thế cho nên là nếu như cứ chiếu ánh sáng vào đồng tử ấy, vào con mắt của chúng ta ấy, thì đồng tử nó co lại hay nó giãn ra nhỉ? Co lại. Co lại hay giãn? Co lại, co lại. Đúng rồi, nó co lại nha. Yeah. Thì đấy người ta gọi đây nó là phản xạ của đồng tử nha. Yeah. Đồng tử nó có thể thay đổi đường kính dưới tác động của ánh sáng, nghĩa là chiếu ánh sáng vào mắt này này thì đồng tử nó co lại. Như vậy thì anh này nó có thể làm thay đổi đường kính từ 1,5 mm nhỏ nhất nhé, lên lớn nhất đó là 8 mm. Thế do nó thay đổi đường kính của đồng tử như vậy cho nên lượng ánh sáng qua mắt có thể thay đổi 30 lần khác nhau. Yeah, nó có thể thay đổi 30 lần khác nhau. Đấy. Thế như vậy thì chúng ta có thể cảm nhận được được cái gì? Ánh sáng đi từ rất mờ nhạt cho đến rất đậm, có đúng không? Rất đậm. Đấy, với 30 lần khác nhau cơ. Vâng, lượng ánh sáng nó đi thay đổi khác nhau khoảng 30 lần. Đấy. Đồng tử càng nhỏ thì hình ảnh của vật ấy sẽ càng rõ và ngược lại. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Ừ. Thế bây giờ chúng ta mà bị cận rồi nhá, hay là chúng ta bị viễn, nhất là viễn. Nếu ngồi mà quá xa so với hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên bảng ấy, thì có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy không? Lúc đầu là nheo mắt và không nhìn thấy này. Và nheo mắt thì mới nhìn mờ thôi. Thế sau đó thì phải nói với cô giáo để cô giáo điều chỉnh cho cái chỗ ngồi ấy, phải tăng lên trên hoặc là phải ngồi khoảng cách như thế nào đấy, nhìn rõ thì mới tiếp thu được bài, còn nếu mà không là không làm đâu. Thế có những đứa trẻ mà nó sợ quá. Nào, thế hồi cô đi làm một cái đề tài ở cộng đồng ở trên cái những cái trường học, vâng, ở trường học ấy. Đào tạo đi làm hồi đánh giá rất là nhiều thứ cơ. Trong đó có mắt này, có răng hàm mặt này, tai mũi họng thì không, răng mắt, răng hàm mặt. Thì hai cái này ở học đường là cái rất nhiều, rất nhiều. Run sán cũng rất nhiều. Đấy. Thế do vậy cho nên là cô đã triển khai rồi thì thấy là có những bạn nhỏ, bạn ấy rất là nhút nhát, cũng không dám nói là em ngồi dưới không nhìn thấy đâu, mà cứ càng ngày càng ngồi phía dưới như vậy thì cái điều tiết nó càng kém, bằng càng kém và không nhìn thấy, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập rồi, có đúng không? Đồng tử này có cơ vòng và cơ tia, thì các sợi phó giao cảm này làm co đồng tử, thế còn các sợi giao cảm làm giãn đồng tử,
nha. Nó dậy làm co, một anh làm giãn, phó giao cảm làm co đồng tử. Đó chính là cơ vòng. Vâng. Còn sợi giao cảm thì làm giãn đồng tử, giãn cái cơ tia này. Vâng. Một cơ vòng và cơ tia. Thế do vậy cho nên khi các bạn đi khám mắt, mà khám mắt thì thường người ta phải soi cái đáy mắt xem nó có bị tổn thương hay không đã. Thế giờ để nhìn thấy ở đáy mắt thì thường người ta phải nhỏ cho chúng ta được cái dung dịch gì các bạn có biết không? Đi khám mắt rồi nhé. Đi khám mắt rồi, người ta nhỏ vào mắt chúng ta một cái dung dịch gì đấy. Mà sau đấy nhìn nó có rõ không? Hay nó mờ đi? Nha. Nhìn rõ hay mờ? Rõ chứ. Mờ chứ. Nếu mà rõ thì lại chưa được rồi. Để người ta xoay đáy mắt nhé. Xoay đáy mắt xem có bị tổn thương hay không ấy. Thì bây giờ phải làm cho cái đồng tử này nó giãn ra này. Thế do vậy cho nên là người ta nhỏ cho các bạn một vài giọt atropine. Để làm gì đấy? Để ức chế hệ nào? Ức chế các sợi nào đấy? Phần này đã nói ở những cái phần trên cũng tương đối nhiều rồi. Bây giờ là cũng không nhớ nhỉ. Atropine để ức chế hệ phó giao cảm này này. Thế bình thường là giao cảm và phó giao cảm này nó tuy là đối lập với nhau nhưng mà nó lại phải hợp đồng với nhau để đảm bảo cho đồng tử này nó co và nó có một cái đường kính nhất định này thì mới nhìn thấy rõ vật. Có đúng không? Mới nhìn rõ vật. Thế bây giờ một cái loại hóa chất vào ức chế hệ phó giao cảm này đi. Có nghĩa là ức chế sự gì đấy? Sự co gì? Thế còn lại các cơ kia nó sẽ như thế nào? Nó có bị ức chế được không? Không bị ức chế và lúc đó nó sẽ giãn. Nó sẽ giãn ra. Và khi giãn ra như vậy thì sao? Thì mới xoay vào đáy mắt được chứ. Mà khi giãn như vậy thì mắt của chúng ta nhìn vật nó có rõ được không? Nhìn vật có rõ không? Không. Không rõ đâu. Bởi vì sao? Vì chúng ta vừa nói bên trên là đường kính của anh nào càng càng nhỏ mà. Đường kính đồng tử càng nhỏ thì mới càng nhìn rõ. Rõ vật. Có đúng không? Càng nhìn rõ vật. Nếu đường kính càng lớn thì nó càng mờ đi. Còn nó càng mờ. Đấy. Phần này là phần mà các bạn lưu ý nhé. Đây là đồng tử rồi nhé. Đến võng mạc. Vâng, võng mạc. Võng mạc ở đây thì người ta thấy là cấu trúc của võng mạc này nó gồm có hai loại tế bào. Một là tế bào nón và hai là tế bào que. Đấy, nón nó giống như cái nón nó đội rồi. Còn tế bào que này nó dài như cái que nha. Tế bào nón và tế bào que. Đấy. Thế thì người ta thấy là số lượng tế bào nón và tế bào que này là không giống nhau. Không giống nhau. Tế bào nón có khoảng 6 đến 7 triệu thôi. Và tế bào que thì có 110 cho đến 120 triệu quả. Triệu tế bào. Đấy, như vậy tế bào que này nó chiếm số lượng nhiều hơn. Nhưng mà cái khả năng tập trung ở võng mạc, ở võng mạc này thì ở phần trung tâm này nhiều tế bào nón hơn. Còn ở phần ngoại vi thì nhiều tế bào que hơn nha, nhiều tế bào que hơn, đây là vùng rìa này. Ở phía ngoại vi. Thế còn phía trung tâm này thì nhiều tế bào nón hơn. Thế thì mỗi một anh này nó lại có những chức năng khác nhau nha. Tế bào nón có chức năng gì và tế bào que có chức năng gì? Vâng, chức năng gì? Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ nói về chức năng của từng cái loại bạch cầu và từng cái loại tế bào này. Còn phía sau, vâng, phía sau của những tế bào này là một cái lớp sắc tố đen. Tại sao nó lại phải có cái lớp sắc tố đen này làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Tại sao nó lại phải có cái lớp sắc tố đen? Thì khi các bạn đi xem phim ở trên màn hình ấy, thì người ta thấy là chiếu những cái hình ảnh lên trên một cái màn hình mà màn hình màu đen này thì nó nổi cái vật lên ấy gì? Các bạn thì hình ảnh của vật nó sẽ nổi hơn. Đấy, đấy là cái lớp sắc tố màu đen nhé. Mà cái lớp sắc tố màu đen này thì nó lại chứa nhiều vitamin A. Vâng, chứa vitamin A. Thế cái vitamin A này lại là chất mà rất cần cho sự nhìn nhé. Nhưng bây giờ thiếu vitamin A này thì sẽ nhìn nó rất mờ. Vâng, nhìn nó mờ. Thế do vậy cho nên là có những chương trình, vâng, có những chương trình là cho trẻ uống vitamin A. Để làm gì đấy? Bổ sung anh này vào. Để làm gì các bạn nhỉ? Đây. Đây cái khả năng nhìn nhé. Khả năng nhìn là nó phụ thuộc vào vitamin A. Thế do vậy cho nên là
Thỉnh thoảng các bạn cũng nên bổ sung cái gì vào đấy? Bổ sung cái này vào cho đâu nhỉ? Cho vào cái màng nền ấy nhá. Vào cái lớp sắc tố màu đen đấy là cho cái lượng vitamin A này vào đây. Để làm gì? Để tí nữa sang cái phần tiếp theo nữa rồi chúng ta sẽ nói là nó rất cần cho những cái thành phần mà có trong cái lớp này ở cái tế bào nón và tế bào que này. Này, vitamin A thì nó được trao đổi với tế bào nón và tế bào que và nó làm tăng độ nhạy cảm của tế bào que khi mà tỷ lệ vâng độ nhạy cảm của cái tế bào que này là tỷ lệ thuận với logarit của nồng độ rhodopsin và rhodopsin này có trong tế bào que này. Vâng, trong tế bào que. Thứ hai là ở chỗ sáng lâu ấy thì rhodopsin này nó bị phân giải nhiều. Thế khi bị phân giải nhiều như vậy cho nên tế bào que này sẽ kém nhạy cảm. Vâng, kém nhạy cảm. Thế khi kém nhạy cảm này thì nó mới thích nghi được với ánh sáng nha. Nó thích nghi được với ánh sáng. Cho nên là làm việc nếu như ở trong cái môi trường mà ánh sáng chói lâu ngày ấy, rồi dần dần nó cũng quen. Vâng, quen thì là sự thích nghi với ánh sáng nha. Tại sao lại thích nghi? Vì là cái rhodopsin bị phân giải nhiều quá rồi. Vâng, phân giải nhiều quá. Nên là nó thích nghi được với ánh sáng. Còn ở bóng tối lâu thì cái retinal với cái stocopsin này nó tăng lên. Vâng. Và vitamin A lúc này nó có ở đâu nhỉ? Vitamin A có ở đâu đây? Có ở đâu các bạn? Ở cái lớp sắc tố này này. Vâng, cái lớp sắc tố này nó sẽ tăng quá trình chuyển để trở thành retinal. Vâng, retinal. Đấy, là bóng tối nhé. Thì cái retinal này nó làm tăng nhận cảm, vâng, chất nhận cảm trong tế bào que. Vâng, làm tăng cái chất nhận trong tế bào que lên cho nên lúc này nó lại thích nghi được với bóng tối. Vâng. Là cái lượng mà nó lại phải tăng lên để mà thích nghi với bóng tối. Thế còn ở ánh sáng thì do nó phân giải nhiều quá của cái rhodopsin này, vâng, rhodopsin bị phân giải nhiều quá cho nên là nó không thể tăng hơn được nữa. Vâng, không tăng được nữa. Còn anh này thì phải tăng lên để thích nghi được với bóng tối. Vâng, đó là retina. Vâng, retina. Thế do vậy cho nên là ở những cái người nếu thiếu vitamin A ấy, vâng, thiếu vitamin A thì cái khả năng phân biệt được ánh sáng này là khó khăn. Và nhất là về cái buổi từ buổi chiều mà sang buổi tối, nhập nhoạng tối giữa buổi ban ngày sang ban đêm ấy. Thế cái hiện tượng mà chúng ta quan sát cái con gà nuôi ở trong nhà nha, con gà nuôi ở trong nhà. Thế con gà này nếu như mà nuôi nó ở trong nhà khi chúng ta thấy là hết thời gian nắng rồi, hết ban ngày rồi, nó sẽ đi tìm vào chuồng nhé. Thì cái thời gian này là con gà này nó sẽ có những cái biểu hiện, đó là biểu hiện của quáng gà. Ở quáng gà là cứ loạn quạng này không biết là vào cái chỗ nào cả. Đấy, cho nên là nếu như vào sớm được thì mới phát hiện được cái chỗ đỗ để mà đứng trong ban đêm. Thế còn nếu như mà loạn choạng rồi thì lúc này là sẽ rất khó tìm được. Vâng, khó tìm. Thì ở trên người nếu như thiếu vitamin A này, vâng, thiếu vitamin A thì lúc này nó cũng có biểu hiện giống như anh con gà nó bị quáng gà nha. Này, thế cái cấu tạo này thì các bạn đã làm quen ở trong phần giải phẫu rồi. Thế tại sao, vâng, đây cái hệ mạc mạch đây này. Ban nãy cô nói với các bạn là tại sao chúng ta phải xoa nhiều đi để làm gì? Làm cho cái hệ này nó lưu thông và nó nuôi dưỡng tốt hơn này. Thì nếu chúng ta làm việc quá nhiều ấy, quá nhiều, bắt nó làm việc quá nhiều thì cái khả năng nuôi dưỡng này nó sẽ kém này. Nó kém. Đấy, thần kinh chi phối đến đây cũng rất là kém. Cho nên hai cái điểm, một là điểm mù, hai là điểm vàng. Nó sẽ bị ảnh hưởng. Điểm mù và điểm vàng này sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận vật của chúng ta. Về receptor, receptor ánh sáng ở đây thì nó thể hiện ở tế bào que. Vâng, ở tế bào que và tế bào nón nó sẽ khác nhau. Ở tế bào que này thì sẽ nhận cảm những ánh sáng đen trắng nha. Ở tế bào que nhé thì nhận cảm những ánh sáng đen trắng. Vâng, thế như vậy thì vâng, thì có khả năng nhìn được những vật mà có cường độ ánh sáng từ mạnh cho đến mờ. Vâng, mạnh và đến mờ. Và do là ánh sáng đen trắng này cho nên vâng, nhìn được vật ở trong bóng tối. À, nhìn được vật ở trong bóng tối. Thế ở đây thì người ta thấy là phần ngoài của tế bào que này thì nó có nhiều cái rhodopsin.
Vâng, rhodopsin. Mà rhodopsin này nếu như có năng lượng của ánh sáng vào ấy thì nó sẽ phân ra cho chúng ta thành hai cái chất, đó là scopolamine và retinal 11-xít. Vâng, retinal 11-xít. Đấy. Thì nếu như từ retinal 11-xít và scopolamine này thì nó lại có khả năng để tổng hợp nên rhodopsin ở trong tế bào que. Vâng, trong tế bào que. Thế do vậy cho nên nếu như ban nãy bên trên chúng ta vừa nói rồi là cái nguyên liệu vitamin A ấy, là nó cần cho cái tổng hợp cái retinal này. Vâng, retinal. Thế do vậy cho nên, vâng, do vậy cho nên nếu như thiếu vitamin A đi thì anh này cũng sẽ khó, vâng, sẽ thiếu. Mà anh này thiếu thì sẽ ảnh hưởng đến cái gì các bạn? Thiếu sẽ ảnh hưởng đến cái gì đấy? Nào. Nếu thiếu rhodopsin là sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Tế bào que sẽ kém nhạy cảm. Ừ. Nhạy cảm về ánh sáng đen trắng. Đấy, ánh sáng đen trắng. Thế là chúng ta nhìn vào bóng tối mà chúng ta là chả nhìn thấy cái gì đâu. Còn nếu người bình thường, nếu anh vào trong bóng tối này, anh vẫn phân biệt được các vật ở trong bóng tối này. Nhưng những người đã thiếu cái này thì coi như là mù mờ luôn. Vâng, mờ luôn. Đấy, không nhìn rõ được các vật đâu. Vâng, không nhìn rõ được các vật. Còn ở tế bào nón. Vâng, tế bào nón thì nó nhạy cảm với ánh sáng màu nhé. Nếu như tế bào que là nhạy cảm với ánh sáng gì? Ánh sáng gì các bạn? Ánh sáng đen trắng. Ta mới nói rồi. Thì tế bào nón này nhạy cảm được với ánh sáng màu và có cường độ mạnh. Vâng. Thế do vậy nó giúp cho cái sự nhìn rõ được đường nét và màu sắc của vật. Vâng. Nhìn rõ đường nét và màu sắc của vật. Và chất nhạy cảm màu ở trong tế bào nón này nó là phức hợp của retinal và các photopsin. Vâng. Photopsin. Đấy. Chất nhạy cảm màu trong tế bào nón là phức hợp của retinal và photopsin. Đấy, đây vẫn là retinal nhé. Mà retinal thì vẫn cần nguyên liệu là gì? Là gì các bạn? Đúng rồi, là vitamin A. Thế do vậy cho nên ở đây hai tế bào que là nhạy cảm ánh sáng đen tối này, vâng, đen trắng. Thế còn tế bào nón là nhạy cảm với ánh sáng màu. Thế cho nên nếu như tế bào nón mà bị tổn thương nhiều hoặc là số lượng của nó không đủ thì khả năng nhận về đường nét, về màu sắc của vật sẽ bị ảnh hưởng. Có đúng không nhỉ? Sẽ bị ảnh hưởng. Thế cụ thể là có thể có những người nó làm sao đây? Có thể có những người bị sao? Mù màu. Ừ, mù màu. Mù những màu nào? Thì tí nữa chúng ta sẽ nói nhé. Đấy, mù màu. Đấy, các bạn nhớ cho cô nhé. Hai tế bào này, tế bào nón và tế bào que. Ừ, tế bào nón và tế bào que. Tế bào que là nhận cảm với cái gì? Tế bào nón nhận cảm với cái gì? Được chưa nào? Để sau này đi người ta thấy là có những bạn mà sẽ phát hiện ra được ở những người trong cộng đồng của chúng ta, người ta không phân biệt được màu đâu. Không phân biệt được màu. Đó là ảnh hưởng của cái gì rồi? Đó là ảnh hưởng đến tế bào nào rồi đấy? Tế bào nón. Đúng rồi. Tế bào nón nha. Này. Đây, tế bào que và tế bào nón này thì nhìn cấu tạo của nó này thì người ta thấy là nếu như trong tối nhá và ở ngoài sáng này thì ở đây nó sẽ xảy ra hai cái hoạt động, một là hiện tượng khở cực, hai là hiện tượng tăng ưu bằng tăng phân cực, bằng tăng phân cực. Nhưng về cấu tạo của nó thì phần ngoài này, bằng phần ngoài của tế bào thì nó có kênh natri và gắn với GMPC và chất quang học. GMPC nó là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Trước đây chúng ta đã làm quen với một cái chất đó là AMPC, AMP vòng ấy. Ở đâu rồi? AMP vòng chúng ta nói nó ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Yeah. AMP vòng là nói chất, ở đâu? Trong bài hormone. Đúng rồi. Ừ. Về cơ chế tác dụng của hormone. Vâng, coi chất truyền tin thứ hai, có đúng không? Đúng rồi. Đọc tên của AMP vòng của cô lại xem nào. Đọc tên của cái viết tắt của cái chữ gì nhỉ? AMP vòng ấy. Là viết tắt của cái gì? Yeah, viết tắt của cái gì nhỉ? Viết tắt của adenosine monophosphate. Ừ. Adenosine monophosphate, chữ C nữa. Cycle. Đúng rồi, cycle. Cycle là đóng vòng ở vị trí thứ 3,5 phẩy đấy, đúng không? Adenosine monophosphate thì ở đây
thay cái adenosine bằng một cái axit amin khác, đó là gì? G ở đây nó là gì? G là gì nhỉ? Bạn nào nhớ? Là trong 20 axit amin đấy thì G này nó là cái gì? Hả? Glucid không phải, axit amin cơ mà. Axit amin thì nó không phải là glucid, glucid nó là chất nha. Glucid nó là chất. Là glycine chứ không phải glucid. Gly á, không phải glycine. Glutamic. Không, glutamic là axit. Glutamic. Hả? Guanin. Guanin, bạn nam nào vừa nói đấy đúng đấy. Guanin nha. Axit amin cơ mà. Nhớ lại các axit amin đi nhé. Là guanin monophosphate và đây cũng chữ C vẫn là đóng vòng nhé. Và chất quang học của nó. Còn đoạn trong này, vòng đoạn trong thì chúng ta lại nhìn thấy ngoài natri ra nó còn có cái gì nữa đây? Còn có cái gì nữa? Đoạn trong này. Canxi ạ. Ừ, canxi. Thế thì vai trò của ion canxi trong phần dẫn truyền synapse bằng dẫn truyền xung động qua synapse thần kinh, các bạn nhớ lại cô xem vai trò của nó để làm gì nhỉ? Vai trò của anh này để làm gì? Các bạn có nhớ không? Câu ạ? Ừ. Hiểu sao nào? Cô nhớ lại câu hỏi của em được không? Bạn nghe em kém. À, là phần trước học về cái dẫn truyền xung động qua synapse thần kinh rồi nhé. Ở trong phần thần kinh mà thầy Thúc đã nói rồi ấy, thì vai trò của ion canxi ở đây đóng vai trò gì? Tại sao xung động nó lại dẫn truyền qua từ tế bào này sang tế bào thần kinh khác được? Từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác qua synapse này được? Là nhờ vai trò của anh nào? Đó là cái... Cái gì làm giải phóng ra chất dẫn truyền? Mà cơ chế của nó ở đây chỗ này như thế nào để giải phóng ra được? Nha. Đấy, chỗ này chỉ cần nhớ một tí thôi thì chúng ta sẽ nhớ được hết cả mà. Thế ở trong phần này, chúng ta thấy là phần ngoài này phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh natri rồi, vào kênh natri. Thứ hai, ở phía bên trong này thì nó lại có thêm kênh canxi nữa, có nghĩa là cái sự dẫn truyền ở đoạn trong này mà đến đây nó sẽ dừng lại đây thôi. Thế còn lại tiếp tục thì nó lại phải dẫn truyền theo một cái quy trình chung như chúng ta đã học ở trong dẫn truyền qua synapse thôi. Đấy, tức là nó phụ thuộc vào ion canxi này. Mà ion canxi này nó khi nó vào trong cái cúc tận cùng ấy, vào trong tế bào thần kinh ấy, thì nó có tác dụng gì các bạn nhỉ? Làm cho bọc chứa chất truyền đạt ấy, cái bọc này chứa chất truyền đạt thần kinh ấy, nó nằm ở trong bóng bọc synapse, nó sẽ dẫn truyền, nó vận chuyển dần về đến đâu, màng trước của synapse ấy gì, và trong quá trình vận chuyển này nó cọ sát với nhau, nó mới làm vỡ tung ra để mà giải phóng chất truyền đạt thần kinh, có đúng không nào? Đấy, thì chất truyền đạt thần kinh nó mới được tung ra chứ. Nó xuyên qua màng trước này, qua khe synapse đến màng sau synapse, và lúc đó mới gây hiện tượng khở cực ở màng sau synapse. Có đúng không nào? Nhưng ở đây thì nó lại có khác một chút. Đấy, là ở phần ngoài này. Phần ngoài này là phụ thuộc vào natri thôi. Thì tí nữa chúng ta sẽ xem là nó sẽ có cái biểu hiện đây. Ở đây chúng ta nói thêm khả năng nhận cảm quang học của tế bào này một chút nữa. Đây là phân biệt màu đây, cụ thể màu. Ở tế bào nón này nó là photosyn nha. Và nó phân biệt được ba cái màu cơ bản, đó là lục này, lam này và màu đỏ nhá, màu đỏ. Thế mỗi một cái màu này thì nó có bước sóng lambda này khác nhau. Bước sóng lambda khác nhau. Đấy. Bước sóng lambda khác nhau cho nên là mới nhận biết được các màu này, các màu. Nhưng mà pha giữa các ba cái màu cơ bản này để cho chúng ta được bảy cái màu của màu cầu vồng ấy, có phân biệt được không? Phân biệt được 7 cái màu đó không? Có. Được nhỉ. Yeah. Ừ, thế còn ở những người mà thiếu photosyn này nhá, hoặc thiếu retinam ấy, thì lúc đó cái khả năng nhận màu này sẽ rất kém đấy. Sẽ rất kém, không phân biệt được đâu. Đây. Đây là
cái tiếp nhận ánh sáng vừa rồi chúng ta nói về cấu tạo của nó thôi. Nhưng bây giờ chúng ta xem là ở trong bóng tối đi nhé. Bóng tối này. Thì ở đoạn bình thường ở đoạn ngoài này nhé. Đoạn ngoài này là nó có điện thế là âm 40 mV. Vâng, âm 40 mV. Tại sao nó đã hoạt động rồi mà bên trong này nó lại âm nhiều hơn thế nhỉ? Đấy, giá trị âm nhiều hơn mà nó không mang giá trị dương. Nếu như là điện thế hoạt động thì cái giá trị này phải là giá trị dương, đúng không? Nhưng ở đây nó vẫn là giá trị âm. Thế sao nhỉ các bạn? Nhờ. Tại sao nó lại như thế? Bởi vì người ta thấy là cái lượng bình thường nhá, bình thường ở cái trạng thái nghỉ ấy, của tế bào ấy, thì bên trong và bên ngoài cái nồng độ ion natri và ion kali là khác nhau. Có đúng không? Bên trong âm hay bên ngoài âm nhỉ? Bình thường nào? Bình thường là bên trong sẽ âm hay là bên ngoài âm? Các bạn nào? Ở trạng thái nghỉ bên trong tế bào, trong tế bào là âm hay dương? Trong tế bào là âm. Âm, ừ. Và khi kéo có một cái điểm nào đó bị kích thích ấy, thì nó sẽ khử cực tại điểm đó, rồi sau đó nó sẽ lan truyền ra gì? Ừ. Thì làm cho nồng độ ion natri này sẽ đi vào nhiều, còn đi ra kali sẽ đi ra gì? Có không? Thế do vậy cho nên mới hoán đổi vị trí cho nhau, cho nên bên trong là dương và bên ngoài sẽ âm. Thế nhưng ở đây, vâng, nhưng ở đây cái lượng ion natri đi vào này sẽ ít hơn, vâng, ít hơn. Thế do vậy cho nên bên trong này vẫn âm hơn, điện thế ở đây vẫn là giá trị âm, vâng, mà nó là chỉ số là -40 mV. Còn ở đoạn trong này vẫn có cái sự, vâng, tham gia của ion natri và ion canxi, vâng, canxi. Đây, chúng ta thấy là cơ chế cái hình thành điện thế ở đây thì làm sao, vâng, là cái ở cái tế bào nón nhé, tế bào nón này. Đấy, thì nó đóng kênh, vâng, đóng kênh natri, vâng, đóng kênh natri. Và đến đây, vâng, đến đây. Đây là đóng ở phần ngoài thôi nhé. Đấy, tối và sáng, ở tối và sáng thì nó đều anh này đi ra nhiều hơn. Vâng. Cho nên anh này gây hiện tượng khử cực, còn anh này là tăng phân cực. Thế tăng phân cực như vậy có nghĩa là nó làm giảm giải phóng ra hóa chất trung gian hay là nó làm giảm hay làm tăng lên? Giảm hay tăng nào? Ở sáng này, còn ở tối là có hiện tượng khử cực xảy ra, có nghĩa làm tăng giải phóng cái chất truyền đạt thần kinh bằng chất hóa học trung gian đây. Nhưng còn anh này thì lại làm tăng phân cực, bằng mà tăng phân cực này có nghĩa là làm giảm cái, làm ức chế quá trình này đi này. Vâng, ức chế quá trình này để làm giảm giải phóng ra chất hóa học thần kinh. Chất hóa học thần kinh. Thế còn ở tế bào que, vòng tế bào que thì như ban nãy cô đã nói rồi, nó phụ thuộc vào rhodopsin này. Rhodopsin này nếu như mà dưới năng lượng của ánh sáng thì lúc đó nó sẽ qua một loạt những phản ứng như thế này để cho chúng ta được cái 11 xít retinal. Vâng, 11 xít retinal đây. Vâng. Thế dù anh đi theo con đường nào đó thì anh vẫn phải ra cái 11 xít retinal nha. Thế cái thời gian đi qua mỗi phản ứng này là khác nhau. Ở chỗ thì rất nhanh nhưng có thời gian có phản ứng thì lại rất là chậm hơn, và tính theo phút, nó có anh thì tính nano giây, micro giây, vào là giây đấy, vân vân. Nhưng mà ngược lại thì vào từ cái 11 xít retinal này trở thành rhodopsin này thì nó lại thời gian nó lâu hơn, và tính theo phút, vâng, tính theo phút. Như vậy biến đổi chất quan học của tế bào que này là phụ thuộc vào cái gì ở đây, và gì các bạn? 11 xít retinal nhé. Và 11 xít retinal để trở thành rhodopsin này, này. Thế còn ở tế bào nón, đó là sự đóng mở. Đóng mở của anh nào? Của kênh gì? Kênh natri. Vâng, kênh natri nha. Thế ở cái sự hưng phấn ở receptor của thị giác ở đây thì người ta thấy là receptor thị giác. Vâng. Khi bị kích thích ở tế bào nón hay là tế bào que này thì nó xảy ra hiện tượng ưu phân cực. Vâng, ưu phân cực. Ở măng trong thì càng âm hơn. Đấy, do natri đi vào ít hơn. Và thời gian ưu phân cực thì xảy ra nhanh, vâng, xảy ra nhanh hơn nhưng lại tồn tại lâu, vâng, nhanh nhưng mà nó tồn tại lại lâu. Do vậy cho nên nhìn cái, vâng, cái cảm giác nhìn ấy
thì lại thấy vật lâu hơn so với thời gian mà cái ảnh nó tồn tại trên võng mạc. Nó còn lưu lại và còn động lại, vẫn ta vẫn cảm nhận được, nhìn được cái hình ảnh của nó còn lâu hơn so với sự tồn tại thực của nó ở trên võng mạc. Trên võng mạc sự biến đổi của điện thế ở resistor này, resistor thị giác ấy, thì nó tỷ lệ thuận với logarit cường độ ánh sáng. Do vậy cho nên mắt có khả năng phân biệt được độ sáng hơn kém nhau hàng nghìn lần. Đây, phần này là bên trên chúng ta đã nói rồi. Wow. Đây một cái này cái khác nữa là sự thay đổi điện thế ở tế bào que và tế bào nón này sinh ra dòng điện chạy trong bào tương từ điểm bị kích thích đến synap. Đấy, cái này đến synap thôi nhé, là từ điểm kích thích đến synap. Đấy, kích thích. Thế có nghĩa là nó có đi theo hai chiều như là những cái neuron thần kinh bình thường không? Các bạn nhỉ? Nó có đi theo hai chiều hay nó chỉ đi theo một chiều thôi? Nói như thế này có nghĩa là nó đi theo một chiều hay hai chiều? Tí nữa 9 giờ cắm lại cơm nhá. Nào, các bạn thử xem một cô. Theo một chiều. Theo một chiều. Từ đâu đến đâu thôi? Từ điểm bị kích thích đến synap. Thế còn từ synap, từ synap mà sang cái tế bào khác, neuron khác, thì lại vẫn theo cái quy chế chung, quy luật chung của synap, có đúng không? Đấy, là cái này nó không đi theo hai chiều nữa. Đấy, giống như tế bào thần kinh khác là nó đi theo hai chiều, có đúng không? Một là đi dọc theo sợi trục để xuống đến synap. Còn một anh thứ hai nữa là đi ngược trở lên từ thân tế bào đó mà nó đi lên đến đâu? Đến các đuôi gai. Và tới đuôi gai này thì nó lại bị dập tắt đi. Nhưng mà anh này thì không. Anh này thì lại đi theo một chiều nhé. Là từ cái điểm kích thích này đến synap. Vâng, từ điểm kích thích đến synap. Đấy. Nên là ban nãy chúng ta thấy là hai cái hình thức là hình thức khở cực và hình tượng ưu phân cực ấy. Vâng, ưu phân cực. Thì nó xảy ra từ cái điểm bị kích thích này cho đến điểm của synap. Thế còn từ synap thì nó lại hoạt động giống như những tế bào thần kinh khác. Vâng. Về đường dẫn truyền thị giác ở đây. Vâng. Dẫn truyền thứ nhất đó là dẫn truyền tín hiệu trong võng mạc. Vâng. Thì nó dẫn truyền tín hiệu từ tế bào thị giác, là tế bào nón và tế bào que đến các tế bào khác của võng mạc. Thứ hai là chất truyền đạt từ tế bào nón là glutamate, còn từ tế bào que nó là GABA. GABA là viết tắt của cái gì nhỉ các bạn nhỉ? GABA là viết tắt của cái gì đấy? Bạn nào nhớ đọc của cô cái này xem nào. Nhờ, đọc tên nào, viết tắt của cái gì? G là gì? Gamma aminobutyric acid. Gì? Gamma aminobutyric acid. Đúng rồi. Nha. Gamma aminobutyric acid. Đấy. Các bạn nhớ nhá. Là chất truyền đạt từ tế bào nón này, nó là glutamate. Còn từ tế bào que nó là GABA. Đấy. Thế do vậy cho nên là chúng ta mới thấy được như là cái chất truyền đạt thần kinh ở những tế bào thần kinh khác ấy, nó là cái gì? Nó là chất gì đây? Chất dẫn truyền xung động thần kinh ấy. Nó là gì? Là gì nhỉ? Acetin. Cái này phải nhớ nhé, phải nhớ. Đấy, chất truyền đạt. Nếu như bây giờ thiếu những chất truyền đạt này, vâng, hoặc là vì lý do nào đó mà làm không có anh này xuất hiện, hoặc là xuất hiện ít thôi, thì lúc đó cái khả năng dẫn truyền xung động này của thị giác này nó sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, sẽ bị ảnh hưởng. Sợi thần kinh thị giác sẽ dẫn truyền điện thế hoạt động đến não. Đấy, thế là từ synap trở đi thì cái hoạt động này nó lại theo điện thế hoạt động, chứ không phải là chỉ hình thành những cái điện thế như ban nãy là chúng ta nói chỉ chạy trong bào tương. Vâng, chỉ chạy trong phần bào tương đến điểm, từ điểm kích thích cho đến synap đâu. Còn từ tế bào này sang tế bào khác thì nó lại hoàn toàn theo cái hoạt động điện hoạt động nhé, điện thế hoạt động.
Thế ở thị giác, ở vỏ não, vòng vỏ não nó có những cái vùng. Vòng vùng thứ nhất là vùng thị giác sơ cấp. Nếu như trong cái sơ đồ Brodmann, ở giải phẫu, các thầy có giới thiệu cái sơ đồ Brodmann cho các bạn không? Có không? Như là không nhớ đâu. Không nhớ. Ừ, thế về lại phải lục ra nhé. Mở sinh lý ra, mở sách sinh lý ra xem. Và trong đó người ta cũng có vẽ như cái sơ đồ Brodmann này này nha. À, vùng có phải là các vùng não mà chi phối vận động cho các... Đúng rồi. Vâng, chi phối vận động và cảm giác, phần này là phần cảm giác rồi nha. Ờ, vỏ não nó tham gia chi phối cử động của cơ vận nhãn này qua dây 2, dây 4 và dây 5. Những phần này là những cái phần vận động chúng ta đã nói rồi đúng không? Vùng thị giác thứ cấp thì là vùng 18, sơ cấp ở vùng 17 theo sơ đồ Brodmann nhé. Đấy. Đây là cái đường dẫn truyền thị giác này. Vâng. Có dây thần kinh mấy đây? Hai. Ừ, và chéo thị giác đúng không? Và chéo thị giác, dần kinh số 2 và chéo thị giác. Giải thị giác có giải thị giác ngoài và tia giác của não sinh tư trước. Vâng. Đây, vùng 17, vùng 18 của chúng ta ở đây. Của não sinh tư trước này. Để gối ngoài đây. Bầy trung khu thì có diện 17 này. Vâng. 18, 19 này. Ngoài ra thì còn có trung khu đọc và hiểu chữ. Vâng. Một khái niệm nữa. Vâng, một khái niệm nữa đó là thị lực. Thị lực là cái gì? Đây, những cái này bây giờ là cái mà nó cũng rất là sát với chúng ta. Thị lực nó là khả năng phân biệt các nguồn sáng nằm sát nhau. Vâng, nằm sát nhau. Phân biệt các nguồn sáng mà nằm rất sát nhau. Do vậy cho nên người ta sử dụng cái thị lực này để đánh giá khả năng nhìn của mắt. Vâng. Thế thị lực là cái gì? Là đại lượng nghịch đảo của góc nhìn tối thiểu alpha. Thế góc nhìn tối thiểu alpha nó là cái gì? Là góc nhìn nhỏ nhất mà được tạo nên khi ta phân biệt được hai điểm gần nhau nhất và cách xa mắt khoảng 5 mét. Thế phần này các bạn nhớ lại cho cô xem là khi các bạn đi khám mắt ấy, người ta sẽ kiểm tra mắt của các bạn bằng một cái bảng chữ hoặc là cái bảng bảng hình ấy. Có nhớ không? Có. Ừ đấy. Cái bảng chữ hoặc là bảng hình nhé. Thế do vậy cho nên là thị lực này nó phụ thuộc vào màu sắc và độ tương phản của vật. Vâng. Độ tương phản của vật. Tương phản nghĩa là như thế nào? Màu sắc thì được rồi, nhưng độ tương phản của vật là như thế nào? Là nếu như bây giờ cái vật màu mà màu đen lại cho vào cái nền màu đen thì có nhìn thấy rõ được cái vật này là như thế nào không? Không ạ. Ừ, mà phải trên một cái nền là gì cơ? Nếu như vật đã màu đen rồi thì phải trên nền gì? Sáng đỏ. Nên là không phải màu đen. Nền sáng chứ. Yeah. Phải trên nền sáng thì mới thấy được. Còn nếu mà trên hai cái màu đen cả thì làm sao mà phân biệt được cái gì? Thế do vậy cho nên là hoàn toàn cái này phải dựa trên cơ sở khoa học thì người ta mới tạo nên cho chúng ta được những cái phương tiện hoặc những công cụ làm sao cho nó phù hợp nha. Phù hợp. Đây, thị lực của chúng ta nó sẽ bằng 1 chia cho góc nhìn alpha này. Ở góc nhìn alpha. Đây là cái bảng chữ nhé. Hoặc là bảng hình. Thế trong thực tế thì người ta đo cái thị lực của chúng ta bằng cách là cho chúng ta đứng cách xa so với cái bảng chữ hoặc bảng hình này 5 mét. Có đúng không? Đó thì nếu như bảng hình thì có thể là người ta cho những cái điểm khuyết của cái hình này này để quay ngang, quay dọc hay trên ở dưới. Để tùy từng cái mức độ để người ta phân cấp là xem nó tương ứng với bao nhiêu phần của mắt để có thể các bạn xác định được. Vâng, xác định được. Để từ đó thì người ta mới xác định được là cái nhìn gần hay nhìn xa, và nhìn gần hay nhìn xa của mỗi người, và cho những cái kính làm sao cho nó phù hợp ở đây. Vâng. Cái bảng chữ hoặc là bảng hình đó người ta gọi là cái bảng vòng London. Vâng, London. Thế cái bảng này để người ta cái treo chúng ta phải đứng cách xa. Vâng, cách xa để nhìn. Ta cho nó thấy. Thế như vậy, vâng, như vậy thì với cái mắt của chúng ta nói tóm lại nó có những đặc điểm gì? Bạn nào có thể tóm tắt lại được của cô? Cái thứ nhất, nó là cơ chế nhận ánh sáng, nó là cơ chế quang học.
Vâng. Cơ chế quang học. Và nó phân giải rhodopsin này thành scotoxin và retinal của tế bào. Vâng. Thứ hai là cơ chế nhìn màu. Nó là chất nhạy cảm với màu. Vâng. Chất nhạy cảm với màu là cái gì ở đây? Là retinal và các phototoxin của tế bào nón. Nha, tế bào nón. Thứ ba, nhìn ở đây là sự phối hợp giữa cơ chế hóa học và cơ chế vật lý. Và có sự tham gia của những cái thành phần nào ở đây? Có những thành phần nào nhỉ? Có sự tham gia của những thành phần nào nào? Thấu kính này. Thấu kính hội tụ nhé. Của đồng tử này. Của võng mạc này. Của các receptor, các đường dẫn truyền và trung tâm nhạy cảm vào não. Thế bây giờ một trong những cái thành phần này, vâng, những cơ quan này mà bị tổn thương thì có ảnh hưởng đến sự nhìn không? Có. Ừ, ảnh hưởng quá nhiều. Vâng. Nha, đi từ ngoài nhé, là thấu kính này, thấu kính hội tụ như ban nãy chúng ta nói rồi, phần ngoại vi ngay phần bàn ngoài nhìn thấy đã. Đấy, thì cái thấu kính hội tụ này thì nó lại gồm có mấy phần cơ? Gồm mấy phần? Nhắc lại cô xem nào, gồm mấy phần nhỉ? Đi từ ngoài. Cũng có giác mạc, giác mạc đúng rồi, thủy tinh thể và thủy tinh dịch thôi đấy. Đấy, những cái thành phần này là ba những cái cơ bản nhất đã. Thế còn sau đi vào chi tiết nữa thì các bạn lại phải học sâu ở chuyên khoa sâu nữa rồi chúng ta sẽ. Nhưng hôm nay các bạn chỉ nhớ cho cô những cái phần rất là cơ bản thôi nha. Thấu kính hội tụ gồm có ba cái phần và cái ánh sáng nó phải được hội tụ ở đâu, đi qua ba cái thành phần này cơ bản đấy rồi nó phải hội tụ được ở đâu? Ở đâu ấy nhỉ? Võng mạc. Võng mạc, đúng rồi. Thế thì cấu tạo của võng mạc nó như thế nào thì như phần bên trên chúng ta vừa mô tả hết rồi. Nào, thế bây giờ đồng tử mà không co giãn được thì nó có thể nhìn rõ được vật hay không? Võng mạc. Cái võng mạc này nếu bây giờ không được cấu tạo bởi những tế bào như chúng ta vừa nói, tế bào que và tế bào nón thì sẽ sao đây? Vâng. Có những biểu hiện như thế nào? Hoặc các receptor cũng như cái đường dẫn truyền thần kinh này mà bị tổn thương hoặc là tổn thương ngay trung tâm nhạy cảm ở trên bộ não này thôi thì nó cũng có ảnh hưởng đến sự nhìn rồi, đúng không? Nhìn thấy hình ảnh nổi của vật thì do vỏ cái võng mạc và võng mạc và vùng chẩm nó quyết định nha. Còn nhìn thấy khoảng cách và hình động ấy thì nó lại phụ thuộc vào đâu? Vào nhìn này, vào sờ này và cử động của nhãn cầu. Nhìn, sờ và cử động của nhãn cầu. Thế bây giờ nếu như thế này thì nó lại liên quan đến cả cái gì rồi? Nhìn nhé, là của anh nào? Thị giác đi rồi, sờ lại là của anh nào đây? Nha. Của anh nào? Mặt nãy chúng ta đã nói cái cơ quan này và cái cơ quan giác quan này này thì nó là cái con xúc giác này nó nằm ở đâu đấy? Ở phần thần kinh rồi, thần kinh trung ương này. Có đúng không? Não. Không. Sờ này là xúc giác chứ. Đúng không? Xúc giác thì nó cũng bắt đầu đi từ receptor từ ngoài vào bên trong. Nó cũng giống như anh này thôi. Nó phải có receptor nhá, đường dẫn truyền của nó nhá. Có đúng không? Có đường dẫn truyền không? Có chứ. Rồi gì nữa? Nếu như nói đến sờ nào, thế bây giờ receptor xúc giác, receptor xúc giác nó có ở đâu? Các bạn, receptor xúc giác là có ở đâu? Bề mặt của anh nào nhỉ? Ừ, nghĩa là cứ chạm vào nó thì chúng ta phát hiện ra được nó. Ở đâu? Ngay lưỡi. Bề mặt của da. Bề mặt của da chứ. Sờ thấy cơ mà. Đang nói sờ thì lại vị giác vào đấy. Có đúng không? Ô, phần này là phần vị giác học ở phần trung ương, thần kinh trung ương rồi đấy. Nào, thế vị giác này thì nó lại có rất nhiều những cái cơ quan mà có thể đảm nhận được nó nhé. Nó nằm ở đâu? Nằm ở những đĩa Meckel này. Nằm ở đầu mốt của dây thần kinh tự do này. Có đúng không? Rồi ở đâu nữa? Ồ, phần này lại quên hết rồi. Vừa mới học bài trước đấy. À, bài trước chúng ta vừa mới học rồi. Thế do vậy cho nên ở đây phần này là phần các bạn thấy nó kết hợp ở rất nhiều các
các cơ quan khác nhau để quyết định nên cái gì ở đây. Sự nhìn nhé, nhìn ở đây nó cũng được quyết định bởi rất nhiều, hoặc là cử động của nhãn cầu này. Cử động nhãn cầu bình thường thì nó cử động như thế nào, còn trong trường hợp nào thì nó sẽ rung giật nhãn cầu như thế này. Vâng, thì tí nữa sang phần tiếp nữa rồi chúng ta sẽ nói. Vâng, đó là phần tai. Vâng, phần tai. Vâng, điều hòa về thăng bằng thì nó sẽ có ảnh hưởng đến cả phần này nữa nha. Thế như vậy thì thị giác, vâng, thị giác nó rất là phức tạp. Vâng, rất phức tạp. Nhưng những cơ quan chính mà nó tham gia trong sự nhìn, vâng, chúng ta nhìn thấy vật, phân biệt được kích thước, màu sắc. Vâng, màu sắc này là nó phụ thuộc vào rất nhiều những cơ quan và những yếu tố làm tác động tới, vâng, tác động tới sự nhìn này. Thế như vừa rồi chúng ta đã cả một cái phần bên trên ta vừa nói thôi. Đấy là cái cơ quan thứ nhất, đó là thị giác. Ở sang thứ hai, đó là thính giác. Mở chức năng của thính giác. Thế phần này giờ chúng ta nghỉ mấy phút đấy nhé. Bây giờ mấy giờ rồi các bạn? Bây giờ là 9 giờ rồi nhé. Chúng ta nghỉ đến 9.